Do không có tiền mua băng vệ sinh để dùng thì nhiều học sinh nữ ở Uganda phải tạm nghỉ học vài ngày mỗi khi đến chu kỳ. Một công ty khởi nghiệp ở thủ đô Kampala, Uganda đang phát triển loại băng vệ sinh giá rẻ được làm từ bã mía. Với sản phẩm này thì họ mong muốn mang đến cho các em học sinh nữ sự thoải mái và tiện dụng trong những ngày có kinh nguyệt. Theo công ty khởi nghiệp Eco Smart Pass, họ chọn dùng bã mía để làm băng vệ sinh vì chúng có giá rẻ và sợi mía có khả năng thấm hút tốt. Ở đây chúng tôi nấu bã mía với nước nhằm loại bỏ đường trong mía và làm mềm bã mía. Sau đó, chúng tôi lọc lấy phần sợi mía rồi mang chúng đi phơi khô để làm băng vệ sinh. Hiện nay, công ty Eco Smart Pass đang nỗ lực hoàn thiện băng vệ sinh này sau khi nhận được phản hồi tích cực từ các em học sinh nữ về sản phẩm. Theo Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO, ở vùng Hạ Sahara ở châu Phi, khi đến chu kỳ, cứ 10 học sinh nữ thì có một em phải nghỉ học. Số ngày nghỉ đó chiếm khoảng 20% thời gian học trong năm của các em. Nếu duy trì việc học đều đặn, thì các em gái, nhất là ở bậc trung học, có thể giảm bớt được nguy cơ kết hôn khi tuổi đời còn quá nhỏ.